cái kính này là bao mà gặp mấy chú ngoài đường là mấy chú không phạt được, tại vì cái đường kính của kính này rất là to, nó to hơn cái kính trước đây của mình. Kính này chắc cũng khoảng 8 cm đó các bạn. Yes. Còn cái này có 4 cm nè. Kính được cắt CNC theo hai chiều giống như lá dừa vậy đó các bạn. Rất là đẹp, gờ tay vô thích lắm. Các bạn có thể tự xoay theo ý của mình. Rồi đó. Ta-da! Đây là cái hộp kính chiếu hậu xe máy rất là đẹp. Thì bên trong bao gồm nhân vật chính của chúng ta, đó là cái kính rất là đẹp như thế này, được cắt CNC. Wow! Rất là đẹp các bạn. Làm rất là sắc sảo luôn. Đây là loại cao cấp của hãng Moto Gadget nè các bạn. Có làm cái logo, in cái logo đây nè. Nó không bay màu các bạn ha. Mình lấy tên cả, mình cào mà nó vẫn không bay màu ha. Mời đẹp! Rồi, những thành phần đi kèm bao gồm phía dưới. Trong hộp có sẵn một cái lục giác lớn, một cái lục giác nhỏ, một cái nắp để đậy cái khúc nối ha, đậy khúc nối sau khi mình lắp xong mình mới đậy ha. Rồi một cái bộ ốc mở rộng dành cho các cái chiếc xe khác, một cái con ốc chân ngắn dành cho chiếc SH và một số chiếc dùng giống loại này. Còn những cái loại này là dành cho những cái hãng khác như Yamaha, Suzuki hay là những chiếc xe khác mà gắn cái này không vừa á, sẽ gắn cái này. Rồi một cái con ốc nhỏ để nối vô ha, thì mình sẽ nối trước cái này vô trước cho các bạn xem đây ha. Ở đây nó cho thêm hai cái khoen này nè để mình lắp vô cái chân nhỏ, rồi sau đó mình sẽ lắp cái này vào đây các bạn ha. Đây, lắp vào đây. Trước tiên á mình cứ lắp trước đi nha. Mình khoan để ý chiều nào hết á, mình cứ lắp vô đại trước đi, rồi sau đó mình sẽ xoay sau, tại vì kính này xoay được rồi ha. Mình lắp vô trước đây, lắp vô ha. Đây, lắp vô rồi, sau đó mình dùng cái lục giác nhỏ nè, mình vặn hờ đó, vặn hờ ha, vặn theo chiều kim đồng hồ đó. Rồi siết vừa tay thôi, đừng siết cứng quá, siết cứng sau ha. Vừa thôi. Rồi, còn cái con bự này sẽ bắt lên xe ha, và dùng cái lục giác lớn. Bây giờ mình lên xe thôi. Đây, chiếc xe mình chuẩn bị đây các bạn. Rồi, camera đã tiến lại gần đây. Này, đây là cái lỗ chân mình đã để sẵn. Bây giờ chỉ việc để cái này lên. Các bạn ha, để cái này lên vậy nè. Đó. Rồi, sau đó dùng con ốc này bỏ vô thôi. Đó, nó lòi ra này các bạn. Rồi sau đó dùng lục giác mình xoay theo chiều kim đồng hồ. Đã ha, xoay theo chiều kim đồng hồ. Xoay theo chiều kim đồng hồ. Xoay vài vòng và bắt đầu bắt vô rồi các bạn. Cái kính này mình hồi mình xoay sao. Này, kính này xoay được 360 độ. Cho nên mình không có lo vấn đề đó. Xoay cái này trước đi. Đó, xoay khoảng 5-6 vòng vậy đó là bắt đầu nó chạm tới rồi các bạn. Đó. Rồi tới đây cái mình lấy tay mình siết chặt chặt chút. Rồi, nhiêu đây chắc có lẽ vừa vừa rồi đó các bạn. Siết chặt thôi, ngang ha, cái thanh này nó ngang ha. Rồi siết mạnh chút xíu nè. Rồi, sau đó mình sẽ chỉnh cái kính này các bạn. Kính này nó sẽ đi theo cái sở thích của chủ nhân. Ví dụ như dày là vừa, ví dụ như vậy nha. Đó, rồi hoặc là mình không thích thì mình có thể chỉnh lên dày. Đó, cái kính này là bao mà gặp mấy chú ngoài đường là mấy chú không phạt được. Tại vì cái bản, cái đường kính của kính này rất là to. Nó to hơn cái kính trước đây của mình. Cái kính trước đây của mình đây, loại này nhỏ các bạn. Cái bề mặt này nhỏ, trong khi cái bản kính này to hơn nè các bạn. Camera qua bên đây. Này, to hơn nè các bạn. Nhìn quay này nè. Quay này nè các bạn. Đó, nó to hơn. Cái loại này nhỏ các bạn, cái loại này là không đáp ứng được cái luật an toàn giao thông đường bộ quy định ha. Cái loại này to hơn, đường kính này chắc cũng khoảng 8 cm đó các bạn. À, còn cái này có 4 cm nè. 4 cm nó không đủ ha, này 8 cm. Bề ngang còn bề dọc tới hơn 10 cm là đáp ứng đủ ha các bạn ha. Còn đây là nhìn từ mặt trước cho các bạn. Có Moto Gadget nằm phía trên nè. Kính được cắt CNC theo hai chiều giống như lá dừa vậy đó các bạn. Rất là đẹp, gờ tay vô thích lắm. Các bạn có thể tự xoay theo ý của mình. Đó. Vừa chắc mà vừa đẹp nữa, thẩm mỹ không thô nha. Các bạn có thể tìm mua kính này với từ khóa là kính chiếu hậu Moto Gadget cho xe máy nha. Chúc các bạn tìm được kính và ưng ý với nó. Xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Thầy Trọng TV.